Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series. Một series mang tên là Alien Evolution nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sao có đầu hàng đi là sao? Chúng ta sẽ tiến hóa từ cái con này à? Chúng ta phải ăn những con level 1 đúng không anh em? Cái game này nó kiểu thế. Đấy, chỉ ăn được những con level 1 thôi. Tôi đang tìm level 1 mà má nó bói mãi không ra ha. Tiến hóa level 2 chưa ạ? Đây rồi, ok. Chưa level 2 nha anh em. Nên bình tĩnh thôi. Đây rồi, level 2 cái là ăn được khá nhiều anh em ơi. Cẩn thận chết nha anh em. Rất chi là phải bình tĩnh nha. Bình tĩnh xem nào. Ui chết rồi. Tôi lại ăn phải con level ấy rồi. Ăn luôn phải con level. Rồi anh em, tôi phải xem quảng cáo nhỉ. Hỏi chấm ấy. Thật sự là cái này là hỏi chấm. Hỏi chấm luôn đấy, mình cũng không biết tại sao là mình ấn vào cái này. Cái nào để tắt đi. Rồi anh em ơi, đầu hàng này. Đầu hàng đấy, rồi. Chúng ta sẽ ấn vào level, đấy level 1 đây. Level 2, 3. Đấy. Như thế này, đẹp chưa? Quá hợp lý luôn. Level 2 này. Level 2 này. Nhờn, đơn giản mà lại cực dễ luôn anh em ạ. Cái này là siêu dễ rồi. Sổi. Từ từ á. Lần này ra sẽ không thể mắc vào những cái sai lầm được. Lúc đó tôi nhầm con ấy. Úi giời, ủa. Mấy con này thì đánh sớm sao. Chết rồi. Úi giời. Mình ăn phải con gì anh em ạ? Ảo thật đấy. Không, tôi không lấy con nào mới đâu. Khó nhỉ. Chỉ cần một hai sai lầm cái mình tèo luôn anh em ạ. Cuộc đời nó chỉ đến thế thôi, nó không thể nào hơn được ấy. Buồn. Rồi, combo X7 rồi đấy. Đấy, yes. Cho mới là dạng 2 của ai liền. Như thế này. Tôi đang ở đâu đây? Đây đang con ai liền đây. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, đây rồi. Tôi đang ở dạng 3 rồi anh em ơi. XP cao hơn đấy. Chắc sẽ có thể kiếm nhiều XP hơn một tí. Có lẽ chưa cần vội. Vãi đạn, vừa mới đỡ vào cái. Con này teo thôi. Lên level không biết được hồi máu nhỉ? Ui, cái tối nó gấp 3 lần level của mình nha bạn. Alien Evolution. Ở chỗ này gọi là tỉnh lại anh em ạ. Ok. Rồi, ấn X vào đây. Rồi anh em ơi, một phát như này lên trên. Một vài thứ đấy, như thế này. Hợp lý nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, đừng. Help me. Ô, không tỉnh được rồi chứ hả?
toang quá. Chúng ta có thể quay được cái con này nha anh em. Rồi anh em ơi, chúng ta ấn X ra ngoài. Mình sẽ cố gắng evolution lên một cái dạng gì đó nhá. Cái game gì đấy? Bus War hay là Bus War rồi. 1000 đô ạ. À? Cái này kiểu đi thu mua đồ cũ anh em ạ. Chúng ta là cái công việc là buôn bán đồ cũ hoặc là buôn bán những cái đồ mà không dùng tới, nó dạng như vậy. Đấy, ấn đây, ấn X vào nha. Có gì nào, có gì hot nào. Ui, cho gì nói dạng mấy đấy, dạng 5 à. Ngon, cho ở dạng 5 luôn đấy anh em ơi, mình không xoắn vào này nữa. Đỡ phải xem đi xem lại quảng cáo nhiều lần đấy. Mà, nhưng mà bọn nó cũng sẽ được tiến hóa lên nhiều dạng hơn anh em ạ. Này ăn kiểu gì? Này ăn kiểu gì để lên cấp mạnh nhất đây anh em? Tôi đang thấy hơi khó nha. Đây có thể ăn được mấy con nhỏ nhỏ ở đây thôi. Ok. Rồi anh em ơi, trên này xem nào. Đó, như thế này. Hợp lý chưa? Đó, đơn giản mà lại hiệu quả. Ok, ăn mấy cái con bằng level của mình đi này. Ui, ăn được một đống luôn anh em ạ. Chắc ta sắp lên được level 6 đấy. Và lên level 6 thì ta sẽ có vẻ tự tin hơn ha. Ui, có gì đấy? Ui, my god. Ui đớm phát chết luôn á. Ảo ấy. My god, oh my god, cái gì đây? Sao nó đớm phát mình chết luôn nhỉ? Cái pool ball này cũng hay này. Cái game mới này anh em ơi. Bắn bóng rồi tiêu diệt kẻ địch á. Kiểu dạng như vậy ha. Nhân 300 luôn. Ok. Ui, đánh nhau với con bạch tuộc. Fail. Wow, Poon Bones. Từ từ, đông thế nè. Mình vả một cái con gì mà mình chết luôn nhỉ? Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại vả một con nó lại tèo luôn anh em ạ. Ok. Yes. Như kiểu ta vừa mở lồng anh em ạ. Chúng ta có thể ăn được rất là nhiều con mạnh nhá. Yeah. Ăn nhiều con mạnh lắm, như thế. Chúng ta đang gọi là tiến hóa đến cái cấp độ cao hơn, ăn nó sướng dã man luôn anh em. Lần này quyết tâm tiến hóa lên dạng mạnh nhất nhá. Kiểu gì dù có xem quảng cáo còn đi là có lại nhiều lần thì vẫn phải chiến đến hết mình luôn. Ok. Ui, vãi đạn cái gì đây? Tôi ấn vào cái gì đây? Pool Ball là game mới anh em ạ, tiếp tôi phải cài chơi luôn này. Nhìn nó cũng khá là hay. Nhìn rất là được luôn ha. Rồi anh em ơi. Install now. Ok, đây rồi. Tôi lên tiến hóa rồi anh em ơi. Thì có một số con đừng không ăn được đâu nha. Vãi đạn, mình ăn vào con gì đấy? Level 7 mà. Ảo nhỉ. Cái gì đấy? Chết rồi, tôi lại ấn vào cái gì rồi? Chẳng hiểu ấn vào cái gì luôn. Tự nhiên nó hiện ra cái này. Game này thì rõ là hay, nhưng mà nó quá nhiều cái quảng cáo nó xen vào đây. Làm nào để tắt cái quảng cáo thì này. Thế là thấy hơi khó khăn anh em ạ, không thể tắt được cái quảng cáo đi. À đây rồi, may quá. Ui dồi, vãi nồi. Chúng ta trở lại dạng mạnh nhất này. Trong vòng 13 giây này anh em. Vãi đạn, này thì không cần phải tiến hóa luôn. Tiến hóa đi, còn có 15 giây nữa này. Ú, vãi cả đà nồi.
Tại vì mình to quá nên mình va vào tất cả các con anh em ạ. Đáng sợ thật sự. Phần thưởng sẽ có trong 5 giây 4 3 2 1 giây. Ok chưa? X ra ngoài này. Trở lại rồi anh em ạ. Chúng đang ở level 10 nha. Ăn được một số cơ số còn này anh em ạ. Ui, vừa va phải con level 11 anh em ơi. Ăn được một số con thôi. Không phải con nào cũng ăn được. Ui ơi, tỉnh lại. Đang đến những giai đoạn gọi là cấp thiết này thì không thể nào mới được. Ok, ấn X ra ngoài đây anh em. Nào, tôi đang ở đâu đây? Úi xồi, level 10 nhé. Cắn mọi thể loại luôn. Level 10 này, level 9 này. Mấy con lợn liếc ở đây thì ăn được hết anh em ạ. Vãi nồi, tôi bị đấm ở con level mạnh nhất ạ, Zukemon. Vãi nồi. Tôi phải tắt cái tiếng này đi ạ, không sợ không có tiếng ạ. Zukemon. Rồi anh em ơi, chúng ta cái Zukimon cũng là game hay, theo mình thấy là như vậy, nhưng mà mình mà không tiến hóa lên được thì mình cũng sẽ chết với bọn này mất. Vãi cả nồi anh em ạ, không thể nào mà tiến hóa lên được ấy, anh em ạ. Ăn nó cay nhỉ, thôi xem nó lần này nha anh em. Khó lắm. Chỉ trừ khi tôi ăn được cái item mà nó có thể tiến hóa một phát lên level cao nhất thì có thể. Rồi. Crypto.com, buy Bitcoin now. Tiền đâu mà mua Bitcoin. Còn này là toang này. Vẫn có thể ăn được một vài con anh em ạ. Nhưng mà khả năng tiến hóa của chúng ta nó rất là tệ. Phải nói là cực kỳ tệ luôn á. Mãi chưa lên được level 11 thì đấm nhau sao được bọn này. Bọn nó rất là khỏe anh em ơi. Đấy. Chưa gì ạ, thấy mấy con kia đánh như thế này. Úi ôi. Toàn level 11 ở trên này thôi anh em ạ. Ảo loi, ăn mấy con này thì không biết là đúng đến bao giờ thì mới có thể là tiến hóa được ha. Chịu ấy. Bó tay chấm com ấy. Nhìn kìa. Nhìn cái level. Ôi my god. Trời ơi. Điện khỏe vãi nồi à. Cái này là cái gì? Cái này là tăng tốc độ à? Hay là cái gì đấy? Monster Go. Ồ, cái Monster Go này nghe lạ ghê ta. Nhỉ? À, Monster Go này mình cũng chơi rồi thì phải. À, thi đua giữa các bên xong rồi bắt mấy con thú này. Ấy à, cũng được chứ nhỉ? Monster Go. Úi giời. Ném quả cầu thu phục như ở Pokemon anh em ạ. À. Hay. Monster Go như mình cài rồi phải không ta? Ok, chỉ một lần. Hình như là tôi Monster Go là mình có trong danh sách rồi, mình chưa cài thôi. Có nhiều game lắm anh em ạ. Có một tỷ game luôn. Rồi ok anh em, ấn X ra ngoài đi. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Dù sao thì mình có tiến hóa lên được cái dạng cuối cùng này anh em ạ. Bằng cách là ăn item thôi. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé.